thì miếng thịt con ếch Ngon nướng thế. đấy, ngon không? Nó kiến kiến là thế nhỉ? Ui, kiến đầu thì nhiều thế nhỉ? Đây ếch của bọn mình lúc sáng bắt được đây. Bây giờ bọn mình sẽ mổ để nướng. Mấy con nhỉ? 2 4 6 8. 3 con nướng, thế còn 5 con bọn mình lột ra để luộc ăn. Và to nhất này nướng nhỉ Út nhỉ? Nướng cũng lột ra. Con này to nhất. Mình sẽ lên kia chặt lá cọ. Hôm nay sân khấu của bọn mình sẽ ở giữa cánh đồng luôn. Đâu nhà chỗ kia, ở giữa cánh đồng chỗ kia. Đấy, bây giờ lên chặt lá cọ. Đây mình nhóm bếp ở đây các bạn này. Hôm nay sẽ nướng ếch ở đây luôn. Đây là ếch Út đã lột da rồi các bạn này. Đấy. Ếch này to lắm. Thịt ếch này. Gõ gõ nó xuống sợ nó nghiêng Út. Đồ chân. Đây các bạn này. Bọn mình sẽ luộc luộc con to hay con nhỏ Út nhỉ? Luộc con nhỏ còn nướng nướng là nướng con to. Để cho Út gắp đã. Ba con to này thôi. Ừ. Đây chân đang ngấm này. Thế phải ướp một tí đã nhá Út nhé. Đi nhầm đường rồi con ơi. Cành. Thì có nhỉ. Để cho nó ngấm đã. Để nó ngấm vứt ở đấy cho nó ngấm. Đấy thớt luôn.
Chưa trưởng ấy có đậm mà đã đổ kiến nó cắn ra kia kìa. Ba con này phải đến 5 lạng ấy nhỉ? Không được đâu. Không được. Nóng à? Đợt củi này là chín cả ếch nướng lẫn ếch luộc rồi. Món này sắp chín. Đùi chưa? Rồi. Nhìn béo lắm các bạn ạ. Mỡ chảy ầm ầm này. Nghe thơm. Các bạn ơi, món ếch nướng bọn mình là sắp chín rồi đấy. À là chín rồi đấy, bây giờ là có thể mang ra ăn được rồi. Nhìn
hai cái quả đùi này là mình đã muốn ăn rồi, mà đợi thêm tí nữa đã. Còn cái ếch luộc thì nó chín trước rồi, bọn mình nhóc ra kia rồi sợ nó nát mất. Đây là cái lá the mát này các bạn này. Cái lá này ấy thì là nộm với cái thịt ếch này rất là ngon đấy. Cái da của nó đâu út? Dạ ếch chứ? Chả vứt thế đó. Dạ ếch mới ngon mà. Đây chả út dạ thì đã. Đi đường này này, chạy bên này ít nhất rồi ạ. Đi đường này con này, đi đường này con gần này. Thấy thơm rồi chứ. Thấy thơm con ăn rồi. Thơm gì ạ? Ui, nát rồi đấy. Thịt đùi đây các bạn này. Đỏ hòn như, nhìn như hòn ngọc kê của con gà ấy nhỉ. Úi chà. Sướng chưa? Đây các bạn ơi, cái ếch của bọn mình đây này. Ếch nướng đây này. Đây một con, đây một con, đây một con, một con này. À xin lỗi, ếch luộc. Bây giờ út chuẩn bị là băm cái thịt này ra để nộm với cái lá này. Nào nào nào, tránh ra nào. Nào tránh ra, út út kìa. Băm nào. Út để vào, út băm kìa. Đi ra, ngồi dưới ra nào. Lùi bình. Chín quá rồi, đây. Trắng xóa luôn các bạn. Quá ngon này. Ồ, cái miếng này. Đấy. Chà, 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 chà. Cục thịt ngon thế. Hơi chín quá nha. Hơi chín quá. Lấy thịt kia ra để băm luôn nào. Đây bây giờ út đang nộm gia vị này. Cái bột canh kia kìa. Bột canh đó nhỉ. Ừ. Ngon thế. Nè. Thơm hả? Đâu nước à? Nước kia kìa. Uống à? Thơm mát, thơm mát. Uống hết. Uống, uống, uống. Chờ út ra, băm ra đây để nốt cái con này. Lấy ra con này. Ôi trời ơi các bạn ơi này. Nhìn vàng ươm luôn nhá. Đổ ít tương ớt ra để ăn nào. Đây các bạn ơi này. Từ từ nhá. Đấy con to nhất này. Con này bắt ở bên dưới cái cống đấy. Giờ nó thành một cái món ăn rồi. Lật cái thớt kia lên. Xé thử thế nào, em xé thử thế nào. Ui chà. Thấy chưa? Thịt trắng hếu nhá. Ngoài thì vàng, ở trong thì trắng chứ. Úi chà. Con này to nhất. Ăn luôn à? Ôi ôi, ăn thử luôn à? Đây là tương ớt. Bọn mình hôm nay sẽ chấm tương ớt nhá. Mời các bạn ăn ăn món ếch nướng giữa đồng của bọn mình đi. Ăn này, ăn này, ăn này. Mời mọi người nhá. Cứ ăn đi. Không sao. Cho anh một miếng nào. À đây, mình ăn cái đùi này đi. À đây cụ ăn à? Miếng thịt đi. Thế. Ôi đây các bạn ơi. À cay phết đó. Cay à? Cay hết. Đây chú ăn thử ăn nào. Cay à? Cay rồi. Đây các bạn này. Đây miếng thịt con ếch nướng đấy. Ngon không? Bọn mình hôm nay ăn có khi là lần sau vẫn phải làm tiếp thôi. Vì món này ăn rất là ngon. Chấm tương ớt này. Ếch cụ ạ. Ếch chim. Ngon lắm. Đổ hết một coi. Đây mình làm một miếng. Một miếng gọi là ếch nướng này nhỉ. Chấm đi, từ từ bạn nhé, chúng ta quay khám. Cay không? Cay đâu? Ôi nhớ cũng ngon hả? Anh hữu hút, hút xương rồi. Cảm biết. Ôi, ngon. Ăn ê cái thép ơi. Mình nướng thịt ếch không?
Rất là ngon. Cái này siêu cay à? Cay đâu? Có siêu cay à? Thường. Đây là cái trứng của nó này. Thịt này. Ý. Để mình nhà. Ta lấy cái gì trong nguồn hết. Mình ăn miếng này nhá. Ăn miếng này cho nó sướng nha. Em ăn không? Nào. Chấm này, chấm này. Thấy chưa? Béo, đùa con chó nha các bạn. Ngon thế. Ngon quá các bạn. Xuống đây mà ăn gì? Ôi da, cái chùm trứng này nó đi vào đâu? Bỏ lại thịt, mình ăn trứng. Con chó này nha kìa. Mình tao ăn nào. Trứng này. Ôi chà. Ếch dầu vô ếch ương. Con này có cả trứng cả mỡ luôn ạ. Chùm này mình sẽ vào mồm mình nhá. Sẽ vào mồm mình. Ôi chà. Ngon. Ê. Vị. Ngon quá. Mấy bạn này. Còn nhiều mà. Hôm nay để đây hôm nào quay lợn. Đổ hết mồ hôi mà. Tôi ăn. Đi uống nước. Qua. Mà con nướng hẳn con lợn. Đây. Ê. Ăn nó đùi đi. Ngon nhỉ. Cô ăn nó đùi đi. Ăn thản đấy. Cay rồi. Lục xem mát đấy. Ngon lắm. Ăn xịt bà. Uống đường. Vì ăn ngon nhỉ. Ê, ê. Ăn ai đây. Ăn bò quá làm con ơi. Nó đùi trứng của đâu ấy quá. Thơm nhỉ. Cái lá gì ạ? Ngon này. Hết mất thịt ếch rồi các bạn ạ. Tiệc tan rồi. Mình xin phép kết thúc video này ở đây thôi. Còn mấy miếng này mấy đứa trẻ con ăn hết ăn nốt. Cay quá à? Bảo cay không? Thịt bát đây. Ống tống kìa. Này cô nên đi rửa tay. Ngon không? Bát ong đây. Bông quá ngọt. Bỏ vào cái cây nó lan rồi đấy.